cũng trong ngày hôm nay, ban chỉ đạo 389 tỉnh họp đánh giá công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì cuộc họp. 6 tháng đầu năm, ban chỉ đạo 389 các địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin phát hiện xử lý về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kịp thời hiệu quả. Các đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 837 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử lý vi phạm hành chính 614 vụ, tổng giá trị xử lý gần 23,6 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 5,9 tỷ đồng, khởi tố 204 vụ với 333 đối tượng. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại sẽ ngày càng khó khăn hơn do các đối tượng hoạt động trên địa bàn rộng, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động mua bán qua thương mại điện tử, mạng xã hội ngày càng phát triển. Do đó để nâng cao hiệu quả công tác này, ban chỉ đạo 389 các địa phương, các cấp, các ngành, cơ quan thành viên cần chủ động nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, tăng cường các biện pháp nắm tình hình, quản lý địa bàn để làm tốt công tác phòng ngừa kịp thời đấu tranh ngăn chặn, phát hiện xử lý các vụ việc về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, đầu cơ tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý. Dịp này, hai tập thể, năm cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được nhận bằng khen của Ban chỉ đạo 389 quốc gia.